đâu rồi cỡ khoảng cỡ cách đâu cỡ 30 năm, 35 năm, lúc tôi là con gái đó, tôi cỡ 18, 19 tuổi đó, là ở ngoài hè của tôi á, là ở ngoài Giàm á, ngoài Giàm là ở ngoài hè, ngoài đồng á, là cái người đó là bị ma nhát, là cô sáu của tôi, bả đi mằng cỏ ở ngoài đồng á, cái bắt đầu á giấc trưa đâu cỡ 11, 12 giờ bả đi vô trại, bả nghỉ, bả vừa đứng lên là cái bả thấy một cô, thấy ma rõ ràng, không có thấy bóng ma bóng gì chưa, ma rõ ràng luôn, mà cái người con người đó là con gái bị xe đụng chết rồi á, máu me từ đầu mà tới đi xuống tới mình luôn. Trời Từ đầu đi xuống tới mình luôn. Nó thấy bà đứng lên, vừa đứng lên lặn bà vô chạy, bà nghĩ nó thấy đứng kế bên rồi đầu bà xỉu, bà tóc bà xỉu, thấy máu me không, bằng nguyên bộ đồ vải trắng rồi tóc xả ra mà đầu cổ từ trên xuống dưới máu dữ dằn, tại vì bà bị xe đụng mà. cái người đó bị xe cán là ở bên Long Xuyên phải không chị hai? Bị bên Long Xuyên á, là người đó là con của ông Phú Khải ông gì á, cũng tới bên nhà, cũng tới bên cái đồng đó đó, Nghe nói trận đó linh dữ lắm đó, mà lúc linh đó em dữ còn dằn nhỏ em chưa biết được. Lúc đó thì còn nhỏ đâu có biết đâu, dữ dằn linh luôn, hiện hồn lên mà cho thấy rõ ràng luôn, mà bắt đầu bà này có xỉu xỉu mới la, mới ở ngoài đồng có ai đâu mà la làng lên, rồi mới đi ra, người đi ra thấy xỉu nằm xỉu mới cổng vô nhà thôi, người nhà đi ra là thấy xỉu cổng vô nhà, là giấc đó là hồn vía gì là hết biết rồi, thấy rõ ràng hiện tại cái này giấc cỡ 1, 2 giờ trưa đó, 1, 2 giờ trưa hả? Là có đi làm cỏ vườn hả vậy? Làm cỏ lúa, cỏ lúa, cỏ lúa, rồi như đi vô mình ăn cơm trưa là mình nghỉ đó, vừa quay ngang là thấy nó sát bên đó, gặp máu me không là xỉu luôn, máu me không là xỉu luôn, mà sát bên mà ai không sợ. Trời ơi giấc đó hả, bả về hả, thôi bả tỉnh rồi, bả như người hùng vậy, như là hồn vía bả mất tiêu rồi, còn bả sao dữ lắm, bả sợ, bả nói quá trời rồi, bả nói giác đó là bả sợ run hết trơn, bả không biết gì hết trơn, bả xỉu có con đâu biết gì đó, không biết. Rồi sau cái trận đó là chị mới nghe cái bà đó kể lại hả? Nghe bà kể lại, nhưng mà ở ngoài đồng đó là chị biết có ma rõ ràng luôn, ma dữ dằn luôn, nhưng mà đồng đó là chị không có thấy sự thật, nhưng mà bà kể lại là ma, bà thấy là ma là hiện tại luôn đó, chứ không phải mà bà ngủ ngơi chết bằng cỏ chưa, đi vô là nó hiện, là nó bà quay lại bà gặp nó rõ ràng luôn, là bà chịu luôn đó, là bà nói lúc đó là bà gặp nó là máu me dữ dằn luôn, bằng nguyên bộ đồ dài tóc xả ra, bà nói là bà gặp là bà hết biết gì luôn, bà nói mấy ngày bà mới tỉnh hồn tỉnh vía lại, bà là bà hô bà không có sợ ma đó, mà bà gặp như vậy là bà sợ dữ lắm, bà nói ở trên đó là ma không đó, mà tại vì cỏ rác vườn của mình là bà phải đi mằng, mà bà đâu có ngờ nó nhát bà như vậy đâu. Rồi khi đó là bà nhát, bị nhát cái trận đó, bà có biết cái người nhát bà là cái người nào chưa? Cái người đó hả, thì cái người bị xe đụng bên Long Xuyên đó, hồi còn gái người ta đi học đó, còn trên là bên Long Xuyên là đụng là chết, là chở về đó là chôn đó. Chôn là kế bên đất bả, chôn cái mã kế bên hả? Chôn mã kế bên ở, nó nhát hoài hà, mà nó nhát là có bả, là nó nhát là chính xác đó, thấy hiện tại luôn đó, thấy tận mặt luôn à. Còn mấy người kia nó nhát nhưng mà nó không có cho thấy mặt, cũng như nó nhát nó chọi đất hay là cái này cái kia thôi, nó không có cho thấy mặt, còn bả là bả hạt với nó là bả thấy mặt rõ ràng luôn, bả mới xỉu là gì đâu, bả tần bả chưa tỉnh táo gì, trời ơi dữ gì đó hả, bả sợ gì lắm, bả tần luôn. Bả sợ, bả nói là tôi không sợ ma mà làm gì, sợ sợ bả khùng đó. Lúc đó bà bảy bả sợ khùng, sợ bả mất trí luôn, lâu lắm bà mới tỉnh đó. Quá trời, gặp cái cảnh tượng đó mà ai mà chịu nổi. Gì quá trời quá đất, bà nói máu me nghe từ trên đầu mà máu me xuống suối xả, mà người tóc dài bạn áo trắng nữa, bà thấy bà sợ kinh khủng. Bà nói giờ vừa mình có lúa vừa mệt rồi tính quay vô, đi vô vườn mà chưa kịp đi nữa là bắt đầu là nó tới bên bà đó.
cách đây cũng 20 mấy 30 năm mà hả? Ờ, cũng 20 mấy 30, có 30 năm mà. Lúc chị còn gái chưa có chồng, bà cũng chưa có chồng luôn nữa. Thế bà bị nhát cũng chưa có chồng luôn? Ừ, lúc đó bà cũng còn gái, bà chưa có chồng. Cái tôi đi lên đồng, lên giường của nội tôi á, cái tôi mới thấy là ngủ nửa đêm. Ngủ nửa đêm tôi thấy hiện tại luôn chứ không phải nằm trên bao. Cái nghe con tôi đi với ngủ với chú tôi với con chó. Cái đầu á, con chó nó mới sủa, tôi sợ con trộm đi. Tôi lên trển là tôi giữ chú thôi. Trong khi đó giường của bà nội là giữ dằn luôn. Giường có mấy công đất mà sầm quất lắm, che đồ không mà với chú. Giữ dằn cây này cây kia. Cái đầu nửa đêm khuya đâu có 1-2 giờ, nghe chó nó sủa quá trời, tưởng ăn trộm ăn cắp chuối, nó đi ra là tìm kiếm dòm coi coi dòm quanh dòm quẳng mà có ăn trộm không, là hồi không có, mà con chó nó sủa nó dòm lên cái đọt chuối không à, mình thấy vậy mình mới dòm theo nó là thấy cái bóng gõ gàng, cái bóng đèn chứ không phải bóng ma nha. Nó bay từng theo bá đọt chú, nó đi từng mà mình thấy cũng ngộ, mình nói sao ma mà ngộ ha, không thấy cái bóng nó mà thấy cái bóng đèn. Cái con chó nó mới sủa hoài, chừng nào mà cái bóng nó đi phức thì con chó nó mới không sủa. Mà thiệt mình dòm ngay luôn á, dòm hoài á, là hồi nó mất tiêu mình không thấy nó đi đâu á, đi mất tiêu luôn. Đi mà ở trên đọt chuối không gì hết? Đi trên đọt chuối không à, không có đi dưới đất. Ở trên đọt chuối nó xanh dờn chứ không phải xanh như cái bóng đèn mình thờ trên trang vậy đó, nó xanh dờn mà màu nó ngộ á. Rồi gặp lúc đó rồi lạnh tóc gáy không? Không có lạnh tóc gáy, mình có con chó rồi. Không có sợ, có chó là không có con nào mà nó lại mình được hết á, không có sợ. Rồi cũng gan dữ ha. Có con chó là không có sợ, lúc đó con chó si nó khôn lắm. Khôn dữ dằn, nó đi theo bên sát bên mình không à, nó không đi đâu hết. Nó sủa mình tưởng là ăn trộm, là còn là ma nó sủa hoài, sủa quỷ. Tại vì cái bóng nó ở trên, phải bóng nó ở dưới, là chó sủa nó cũng sợ nó đi rồi. Tại vì trên đầu chú chó nó hay, nó có linh tính rồi. Trời ơi, nó sủa hoài mình ngủ không được mà. Mình tưởng đâu là ăn trộm thôi. Mình mới thức rồi đi ra là lạc hồi gặp cái bóng ma, bóng đèn nó quơ hoài. Nó quơ, tàu quơ vậy. Mình nói sao mà ở đây có điện đâu mà có đèn, bóng đèn cà na. Chưa có điện ha. Lúc đó thì mình sắp đèn dầu không mà, đâu có điện có gì đâu. Rồi chưa có khóa quy hoạch, chưa có khóa này kia lâm gần mà. Đường lộ thì cũng chưa có đường. Đường lộ chưa hả? Có luôn đó. Đường lộ đâu có phải như bây giờ đâu. Đó là chỗ đó dữ lắm, ma vườn mà nội là ma lắm. Mà công nhận chị cũng hợp chứ, chị đi đâu chị cũng thấy được hết trơn. Mà thấy sự thật chứ không có thấy mà nằm trên mộng, trên mơ gì hết trơn. Thấy sự thật thôi. Em cũng từng ngủ giường cược rồi nhưng mà chưa có thấy ma lần nào hết. Chưa thấy. Thấy trên mộng là khác, đâu có thấy trên mộng là một chút xíu mình niệm Phật nó hết rồi. Còn cái này mình thấy thiệt, mình phải thức đơ thách đố nó. Mình phải nói là mình không sợ ma, mình đi giữ xài mướn, đừng có nhát mình. Thí dụ ông là ma, ông nhát tôi không có sợ. Ông có linh thiêng á, ông cho tôi thấy một lần nữa tôi mới biết ông là ma. Mình nói vậy cái cậu mới như mình dây dưa á, mấy ổng mới gũ ghen lại. Nói là cho mình sợ. Cho mình sợ mà, mới gũ ghen lại, nhưng mà mình không sợ. Không sợ ma. Quá gan cũng như là hạp bóng vía là mình mới thấy được. Mình hạp bóng vía mình mới thấy nó, nhưng mà sự thật cho nó không có nhát gì mình mấy. Mình cũng nói chuyện như mình bình thường vậy nè, gần như người ta nghe thì người ta cũng biết mình không sợ thôi, ta không lợi nhát nữa. Nhưng mà ngày xưa giờ chỉ có thấy con ma nào nó có hại người không? Không, không có hại người. Nó không hại người, nhưng mà mình nó cho mình thấy rồi mình nói chuyện với nó cũng bình thường, thì nó không hại ai hết. Nhưng mà nó làm cho mình sợ thôi. Làm cho mình sợ chứ không hại ai hết á. Ma thường thì hồi đó giờ chưa thấy hại người. Không có hại ai hết trơn á. Mà cũng đâu có quýnh mình được đâu. Không, nó làm cho mình sợ không à. Mình sợ nhưng mình quản hồn kiếp vía gì đó. Nhưng mà người nào sợ á thì không dám nói chuyện, không thách đố nó. Còn mình không sợ, mình phải thách đố. Đặng nó đừng có nhát mình.
ông thách đố nó là đi đâu mà cũng gặp nó nhát hoài vậy. Nó nói mình sợ nó lại nhát. À ngon ha. Nó sợ nó lại nhát đó. Bởi anh hai mình nói vậy nè, bà nội này bà gan quá, bà gặp thôi bà còn kêu, bà nói còn kêu mày không phải ma, mày phải ma thì mày hiện hồn lên cho tao thấy một lần nữa đi, cho tôi chạy quá. Tôi nói ông dạng đó. Gặp em cũng bỏ vô em chạy rồi. Giữ cái đường vườn xài mà gặp ma cục đầu đó là bắt đầu ổng nói bà ngủ ngon nha. Tôi nói tôi vợ tôi lãnh tôi giữ tôi ngủ nên ông nhà nào chị ngủ thì tôi khỏi cần ngủ ở đây mình nên tôi hà mà chị cái linh tính đó, cái giường nào chị mà giữ xài đó ha, ta nói tao không sợ ma là mình nên tao ngủ cũng vẫn được như thường. Còn cái giường nào mà chị mới vừa đi lại đó ha, là nó dựng tóc gái ha, là chị nói cái giường đó là có ma là có ma đó, nhưng mà ma là nằm trên mộng không có gặp hiện tại nha. Còn cái giường nào mà chị nói không sợ ma là chị gặp hiện tại đó, gặp ma thiệt đó. Ngon quá. Cái giường nào mà chị nói vô đó là sẽ sẵn là đặt tóc chạy hay là tóc gáy rồi nó nổi mà cũng sợ nha. Cũng có một cái linh tính hả? Cũng sợ, sợ nói trời ở đây chắc ma dữ ha. Mới vừa lời là ốc ác nó nổi rồi. Nhưng mà mình nằm trên bao thì nó nhát nó đè mình thôi. Còn cái này còn chỗ nào mà chị cương quyết dữ ha, ai cũng nói hù dọa mình ha, chỗ đó ma lắm đó, đừng có lợi nha, chỗ đó là trầu nguy. Tôi nói gì tôi cũng sợ, cho tôi chấp nhận tôi ở là tôi ở nè. Anh hai mày ha, cương quyết thôi không có giữ, bà nói nó không có giữ nè, bà đi về đi không có giữ. Trời ở đây ma đó, giờ bỏ quà không biết hả. Ngủ ở trên cổng mà khiêng ra mà không hay nữa đó. Trời bà ơi. Hết chuyện rồi, bà đi lãnh ở đây bà giữ. Tôi nói ông không ngủ, ông về đi để tôi ngủ. Ông sợ dữ dằn sợ luôn á, ông chịu ngủ. Nó ông sợ rồi bắt đầu cắt chạy rồi xong xuôi là đầu chiều là sẽ sạn vô mùng là ông kiếm chỗ kính ông nằm rồi đó. Ông không nằm ngoài đâu, bà nằm ngoài đi, kiếm trong kẹt nằm. Nằm trong kẹt á, nằm trong kẹt mà che kín mít kín đồ hết trơn nha. Lỡ nó có đi ông đâu có gặp. Ông che kín mít với giò cẳng trơn à. Ông xô tôi ngủ ngoài không à. Sợ tôi kẹt đi rồi. Rồi cũng cảm ơn chị hai đã chia sẻ những câu chuyện ma mà có thật ở những cái làng Mỹ Hòa Hưng đó. Ở làng ngày xưa đó là rất là nhiều ma luôn đó bà con. Thì cả nhà xem video thì cho mình xin một cái lời bình bên dưới, cũng như một cái nhận xét, hay là thiếu thấy video hay thì cho một like và một lượt đăng ký kênh để cập nhật những cái video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.